Thưa bác sĩ, lấy cao răng có nguy cơ bị lây nhiễm HIV không ạ? Chào các bạn, như các bạn đã thấy thì cao răng tích tụ lâu ngày sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển và gây ra các bệnh về viêm níu, sâu răng. Do đó, thường xuyên đi lấy cao răng là cách chăm sóc răng miệng tốt nhất. Trong quá trình lấy cao răng, các bạn có thể bị chảy máu lợi. Vi khuẩn virus HIV thì lây nhiễm qua đường máu nên cái lo lắng của các bạn hoàn toàn là chính đáng. Nhất là các bạn lấy cao răng ở các cơ sở không uy tín, không đảm bảo vệ sinh. Tuy nhiên hiện nay thì đa phần các phòng khám đều tuân thủ nguyên tắc vô trùng của ngành y tế. Tất cả các dụng cụ đều được dùng riêng cho từng bệnh nhân và các dụng cụ sau khi sử dụng thì có quy trình hấp sấy, tiệt trùng. Do đó, các bạn lựa chọn các cơ sở khám chữa bệnh uy tín thì cái nguy cơ lây nhiễm HIV khi khám chữa bệnh về răng miệng hoàn toàn không đáng ngại.